Cái hình này phải nói là này, cô bác này, hình này cực kỳ giống con người đấy. Lần là chị điều đầu cái sọt này chắc là chỗ này là phải hơn tầm độ 20-30 cân đấy. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu để cập nhật cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi. Ở những cái video trước thì các bác theo dõi được rằng là mấy anh em đội thợ đã hoàn thiện xong cái phần là thu hồi rồi và đã chắt cái phần là thu hồi xong rồi các bác. Thời gian này thì mấy anh em đội thợ sẽ tiếp tục là đi vào chắt để mà chắt xuống độ tầm là 1 mét của bác. Thì sẽ để mà lập cái phần tôn trước. Lập cái phần pro chứ các bác. Tôn chứ không phải là pro các bác. Lập cái phần tôn trước. Rồi thì sau này nếu mà có như cái ngày nào mà nó bị mưa ấy thì mấy anh em thợ vẫn tiếp tục là làm được ở trong nhà. Còn hôm nay cháu được đi xuống thì cũng có cầm thêm là cái thùng xốp này của bác này. Cái thùng xốp này để cho mấy anh em đội thợ là xoa cho nó mịn đi các bác. Ở đây thì nếu như các bác theo dõi được là nếu như các bác trong cái nghề xây dựng các bác thì các bác sẽ hiểu được rằng là khi mà chắt nhà thì các bác sẽ không bao giờ thiếu được là những cái tấm này cả cô bác ạ. Cái thùng xốp này cả. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video của bác nhé. Đấy, xe thì là thời gian này thì cháu Lực vẫn lấy được đi xuống đấy tận là cái chỗ mà rất là quen thuộc của bác. Chỗ này là chỗ mà tập kết vật liệu ở nhà hai ông cháu này. Tại dây điện này thì là mấy hôm nay cháu Lực chưa có thu cô bác ạ. Cháu Lực chưa có thu vào để cho mấy em thợ là tời thêm là gạch xuống hay là mấy nữa tời cát xuống này cô bác này. Thời tiết thì mấy hôm nay là khá là nắng nóng của bác ạ, thời tiết này. Nóng quá chắc là cháu Lực xin phép là đội quả mũ cối huyền thoại một chút các bác nhá. Nhà của hai ông cháu thì cháu Lực cũng đã nói rất là nhiều rồi, hầu như là cái ngôi nhà mà đầu tiên các bác ạ, ngôi nhà đầu tiên mà được làm bằng xi này, bằng sắt này, đấy, bằng gạch nữa. Ở cái thời điểm hiện tại là chỗ nhà hai ông cháu vì là ở đây là đường nó khó khăn quá, thành ra là người ta không chọn cái cách mà để làm bằng nhà xây. Đấy, nhưng mà trong thời gian tới nếu như nhà hai ông cháu là ngôi nhà đầu tiên thì chắc chắn là sẽ có người ta là học theo. Như ở trên làng của nhà hai anh em Hải Sử nữa, cháu Lực trên đấy thì cũng là ngôi nhà đầu tiên là có xi bằng sắt này để xây lên chứ phải là làm bằng gỗ. Cái mùa này thì ở trên cháu Lực là có cái quả này rất là nhiều các bác ạ. Không biết là dưới xuôi cái quả này các bác là gọi như thế nào, nhưng mà ăn rất là chua các bác. Quả này thì cũng có bán. Ăn đúng không? Một miếng đúng không? Nhớ cả đời luôn. Ở đây là các bác này, các bác nhìn thấy là ở bên trong này nó có một chút thịt trắng trắng. Cái này mà nếu mà đang buồn ngủ mà ăn thì còn chua cả chanh của bác ạ. Đặc biệt quá. Ngay trong thời gian vừa rồi thì cũng được là một số bác là gọi điện động viên, thành ra là cảm thấy là tinh thần nó phấn chấn hơn các bác ạ. Sự ra thì công việc thiện nguyện này không để tránh khỏi được những cái lời thị phi cả. Hay không hẳn là một mình cháu Lực cả, còn là có thêm rất là nhiều canh khác nữa. Cứ lạc quan yêu đời và những cái gì là mình cho đi ấy, thì sau này người ta vẫn là sẽ nhận lại được thôi. Còn là những cái lời nào mà khi mà các bác đã buông ra ấy, thì sau này các bác cũng sẽ nhận lại được thôi. Nó sẽ như nhau cả. Vậy đây thì cánh đồng lúa này cũng xanh là mơn mởn rồi. Có thể là ngôi nhà hai ông cháu là sẽ hoàn thiện trước là trước khi ông thu vụ mùa mới nhá. Trong thời gian tới thì
ở đây thì có vẻ cháu Lực là nói khá là nhiều rồi. Nếu như trong một thời gian tới khi mà hoàn thiện nhà hai ông cháu ấy lên Tân Gia chẳng hạn, thì rất là mong sẽ được các bác là ghé vào thăm các bác nhá. Thôi còn là bây giờ thì đi xuống nữa, cháu Lực sẽ ghi hình sau nữa các bác ạ. Đấy, luôn luôn là đi xuống là gặp hai người bạn của ông là đầu tiên nhất, còn có một con nữa, không biết là con đi đâu rồi. Ôi, ông làm gì đấy ông? Lấy củi à? À, cái này khô rồi đấy ông nhỉ? Cái này có phải của nhà ông không? Ôi, ở kia con nấm gì nhiều đấy ông? Ở trên này con nấm gì nhiều đấy? Cái này không nên ăn à? Cháu thử xem nào. Máy thợ nghỉ chưa ông? Chưa à? Trên này thì có vẻ như là như kiểu là nấm linh chi đấy các bác này. Lên trên thì đường ấy quá, cháu Lực cũng ngại lên. Thôi thôi, cố gắng lên để cho các bác xem một chút. Ây da, không biết là nấm gì đây các bác này. Như kiểu là linh chi đấy, nhưng mà không biết là có phải không. À, nó nhưng mà linh chi này nó là chắc là không phải loại xịn này. Ủa, nhưng mà có thể là linh chi các bác, nhưng mà một linh chi là loại cây của nó. Mày đi học về chưa ông? Chưa à? Trong thời gian này thì là Mạnh sẽ là đi học nhiều hơn các bác. Lại đòi đi học rồi à? Đấy, lên trên chắc là có bạn bè nhiều thì chắc là quen rồi không ạ? Phải ông gửi một lời chào tới các bác không? Quen các chị nhá. Ừ. Nay ở nhà làm gì không? Vợ trai Phong nhá. Xếp gì anh? Nay có vẻ vui vẻ đấy nhở? Ui anh không nào chẳng vui. Tay cho em gửi cái này này. Anh xin nhá. Vâng. Găng tay của chú Toán. Chặt cây để làm gì đây anh Phong? Anh chặt một cây bé bé để anh làm cái cây trống. À. Ôi giời, kiến nhiều đấy ông này. Ông để đây cho nó khô đã. Vâng. Cái này có phải của nhà ông đâu nhỉ? Chú à? Chú nói không? Đây là trẻ để buộc à anh Phong? Không không không, anh làm chóng cái thước ấy. Chóng cái thước á? Sắp nghỉ chưa anh? Nghỉ đấy. Cũng có ông nhỉ? Cái này là thực ra như kiểu linh chi hay sao ấy? Anh Phong ạ. À. Kiểu hình con người ấy nhỉ. Đây, cái hình này phải nói là này, cô bác này. Hình này cực kỳ giống con người đấy. Có đầu này, có chân này, có tay này. Đây không? Này đi ngâm rượu uống thì đúng không? Đi bệnh viện sớm, bệnh viện nhanh còn kịp đấy nhỉ. Nhiều lúc mình cứ tưởng là hơi quên kiếm rồi. Ôi giời. Thực ra nó cũng là bài thuốc không có. Đúng rồi. Kiến nhiều quá. Anh cái tìm không có nhá. Không xốp nhá. Ở trên đấy xin thì được. Nhưng mà người lạ lạ xin nó không cho đâu. Quen thì xin nó mới cho thôi. Chứ cái này nó bán đấy cho tầm độ 10.000. Nó không quả mới có ấy. Vâng. Quên nó giao đi nhá. Còn làm nữa mà ông. Dưới kia ông. Ở dưới kia. Ôi, thời tiết nắng nóng quá chú Toán nhỉ. Chào em. Chào chú nhá. Hôm nay có vẻ đông người đấy chú. À cát à, lấy cát à. Hôm nọ lấy thêm. Ô, kiến nó đông quá. Ôi, này xuống chắt, có vẻ chắt xuống nhiều đấy chú nhỉ. Vâng. Chào chú Toán nhá. Bao mà. Chào em.
công việc hôm nay của anh em đội thợ là sẽ làm cái gì chú? Hôm nay chắc. Ôi, sao vừa rồi cháu vừa mua chú găng tay ấy, nên chú bảo sáng cần đây. Vâng, à thế bên này lại lên thêm một dàn giáo nữa rồi chú. Vâng. À hôm nay các cô ra là bắt cát đấy à? Đây là để làm gì đây anh Phong? À để mà chắt cái kia đúng không? Đúng rồi. Một tí là đẹp ngay mà. Bây giờ chưa đẹp thôi nhưng mà một tí là đẹp ngay mà. Nhưng mà cái này mấy hôm nay em đi vào nhà khác nhìn người ta làm dài ra hơn. Thằng nghe là hôm nọ chú cháu mình đổ luôn cho nó dài ra nhưng mà bây giờ chế mất rồi. Thôi để khi khác chú nhờ. Làm cái khác lắm. Để khi khác mình làm cái khác. Hay nếu như sau này có thêm sự trợ duyên của các bác là đối với những hoàn cảnh nào mà có duyên các bác thì cái này cháu Lực sẽ lựa chọn là lấy đổ rồi ghép vào cho nó dài ra. Thế buổi sáng hôm nay là chỉ có lên được dàn giáo với lại chắc được thêm bên này thôi hả chú? Vâng. Này có vừa đồng của cái mình đây xuống đây một nàng thôi. Nó tự rơi sao rồi? Cái tường này là có chất phẳng chưa đấy chú? Phẳng chứ. Mấy nơi cháu lồi cháu lóm thì lúc đấy, đến lúc đấy cháu xem thì cháu chú chất lại cho cháu đấy. Chỗ nào đến chú làm đến chỗ nào thì phải lo nữa. Nhưng mà cắt nó to một tí nó không được mịn đúng không? Không được mịn. Các cổ ở bên này là được bao nhiêu nhỉ? Xem. Hôm nay các cô ra từ sớm à chú? Vâng. Cháu chào các ông các bạn, chào cô chú anh chị. Cái công việc hôm nay mấy anh em đội thợ là sẽ làm cái gì anh? Anh cũng để chắt tường thôi. Ngay giờ thì lên tường thôi à? Chắt tường không phải lên tường. À, chắt tường. Đây bây giờ thì cái phần xây thì hầu như là đã hoàn thiện rồi các bác. Bây giờ thì lại tiếp tục là đến cái phần công đoạn là chắt rồi. Nhưng mà cháu thấy là miếng xốp kìa. Miếng xốp kia hầu như là ai làm cũng đều dùng cái đấy để chắt, để xoa nhỉ? À, để dắp lại. Hôm qua mình chắt chỗ này lên thì bây giờ mình nói chỗ này mình có cái xốp để dắp lại cho nó phẳng ấy. À, vâng. Nó không phải vét ấy. Vâng. Nhưng mà nếu mà dùng bàn xoa không được à? Dùng bàn xoa nó cái kiểu nó dắp lại không được đâu, dùng bàn xoa dắp lại được đâu. Thế là công trình lớn người ta cũng phải dùng đến cái đấy đấy. Làm ở đâu ai cũng dùng xốp hết. Đi ra bên này xem là các cô này là lấy cát ra cho cháu Lực là tới đầu rồi các bác nhá. Ở đây thì sẽ lấy thêm, bây giờ thì là sẽ lấy thêm cái cát cát chắt này. Không biết là các cô là để đâu đây. Không biết là phải đây không. Các cô lấy được bao nhiêu khối rồi? À vừa đến thôi à? Chưa, nếu mà đi lấy thì lấy từ đâu cô? Chả biết, đi xem chỗ đã. À. Đi xem chỗ nào cũng không có. Tay cắt thì cắt cắt này thì khó lấy lắm. Vâng. Nên là khó lấy thì nó mới hiếm. Công nó mới cao. Nhỉ. Không có tìm lấy đâu. Vừa rồi chưa đi xem một tí nào à? Chị. Chưa. Đấy, chưa đi xem thì chưa biết là chưa có đâu. Đi xem mới biết được. Hôm nào chú Toán bảo ở tận đâu nhỉ? Trên. Trên á? Tí để chú Toán chỉ các cô. À cô chú Toán chả biết à? Cô chưa đến, chú có phát đâu. Cảm giác mấy hôm nay các cháu đi học còn ra đây vắng vắng nhỉ? Vâng. Hôm nay đi nhập ngũ hết rồi. Lúc ở nhà thì nói mỏi mồm nhưng mà bây giờ thì đi học rồi. Không là cái Giang, cái Thịnh, Mạnh nhà chú là hay ra đây phụ ở công việc là. Ai phải phong tao lắm à? Ở Giang này có phải phong tao nó khai à?
Đây là bây giờ chắt phần này xong thì mới lập mái hả chú? Vâng. Chắt nguyên chỗ này đi chứ. Nguyên chỗ này lập được rồi. Vâng. Tính ngày đẹp lập mái chưa? Đấy thì hỏi ông mới biết được. Đấy chó lợp hay là lợp lợp? Dạ. Chó hay lợp lợp đấy? Gà. Gà thế á? Lợp chứ. Ở đây thì có vẻ có như là to chứ. Ở đây thì có vẻ như là các bác nhìn thấy này, nó bị ngấm nước ấy, thành ra là thành ra là mỗi lần mà mưa xuống nó bị như kiểu bị trôi theo ấy. Đây là nó bị trôi đâu các bác, chứ không phải là bị sạt đâu. Hiện tại thì mấy anh em thợ vẫn đang trong cái quá trình mà đi vào chắt. Thì cháu Đức sẽ cùng ông là đi ra bên này một chút của bác ạ, để mà xem chắt, để mà xem cái phần cắt chắt đấy. Ông vừa rồi đang đun nước ở đây không? Vâng. Chưa sôi. Vâng. Nước lá một. Ông nói chuyện được với lại là chú trên này chưa? Chú nhà trên này chưa? Chưa gặp. Chưa gặp á? Ôi ông không đun nước sôi để nguội đi. Mùa này ông nên đun thế. Đun chưa sôi. Buổi sáng ông dậy ra ấy, thì trước khi ông làm gì ấy thì là đun một ấm nước không ạ? Vậy ông cháu mình đi ra kia xem là cùng với các bà ra kia xem một chút cát này. Nhiều đi. À. Ở đây thì nếu như các bác theo dõi được ở những cái video mà cháu Lực chia sẻ và đăng tải lên, thì cái phần cắt thì cháu Lực sẽ không có lựa chọn là dùng ô tô để mà trở về nữa, là đi xuống dưới này để mà xem cắt. Cắt này thì hầu như là cũng cái khó là vậy mà. Đấy thì thôi hết của bác ạ. Khó thì tao phải đi gấp để khó đi mẹ. Mấy anh em thợ là hôm nay là cũng bảo là việc nó nhiều hơn đúng không bác, thì cho cháu Lực là đi tìm thêm người về để mà đi lấy cắt chắt này. Các bà thì mỗi người một cái xô, một cái xẻng, một cái cuốc. Ui ui hả bác bà để khám gì. Cũng mấy hôm Mạnh Khu ở nhà là cũng thấy vắng vắng ông nhỉ? Vâng. Cái nguồn nước như có vẻ là sắp hết rồi đấy không? Có mà. Trước là thời trước là ông cũng có dùng nước ở bên này của bác. Đấy nhưng mà tuy nhiên là nhà hình như là nhà chú nào của ông không cho dùng. Ông xem là cái cây nào vướng vướng thì ông chặt ra. Ui, mà ghé vậy. Chỗ này có vẻ như là nước giò dỉ ra nhiều thế ông nhỉ, chỗ này ấy. Vâng. Giò nhiều lắm. Cái mùa này thì là cái mùa mà có nước quá, thành ra là cát ở suối có, cát ở suối nên có rất là nhiều. Đấy, nhưng mà ở đây nếu mà như từ trước đến giờ là hai ông có lực với lại là ông, thì nếu mà lấy được cát này các bác này, thì khác lấy được thì sẽ không phải là tốn thêm khoản là mua cát nữa. Nhưng mà ở đây là tuy nhiên là các bác cũng thấy rồi, nhà ông cháu thì chỉ có hai ông cháu thôi, Mạnh thì còn quá là nhỏ, ông thì cũng làm cái công việc của ông nữa, nên cháu được cũng không thể là hôm nào thì không lên được nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này thì không biết là việc khó không ấy. Biết là cái này là khó không. Phần cắt này thì Đấy. Loại cắt này của bác này.
đấy, mấy cái loại mịn mịn này các bác nhỉ, mấy cái này thì khá là sạch, mấy cái loại mịn này thì về sàng qua một lần nữa là được. ไอ้ลูกอ่ะนะมีอยู่อ่ะผมก็ตัวห่านอยู่จ้ะเส้นนึงอ่ะสวยเลยอ้าวงั้นจ้ะงั้นจะไปเลยอืมเส้นถนนนี้ก็ปั่นนี่ชมมองเลยอ่ะเฮ้ยนี่ลงตาไม่ได้ว่าเฮ้ยในเจ้าขาโจเดือดของเอาได้ได้ก้อนไหนในชมมองอ่ะมองใหญ่โอ้ยไม่ไหวจะได้ข้อเดือดมีดองอ่ะไอ้โคตรเสียดิวโอ้ได้không có này nhưng mà đây là chắc là phải sàng qua một lớp cô bác ạ, thế này ấy nó không được mịn như ở dưới kia. Đi được không ông? Đi được không? Đây có đâu đi hả? Ủa, sao đây này có vẻ như có một cái một cái chỗ mà nếu mà để mà tắm thì rất là mát này. Trên này chắc không có đâu ông nhỉ? Thế thì ông cháu mình đi xuống dưới thôi. Cái này nước sâu quá. Đi đường nào xuống đi ông? Có đường ông đi đường trên nào? Được. À, để... Đi đường trên nào? Cháu đi xuống cái này xem mà các bà lấy cát đã. Ông đi được không? Đường này đi được không? Cháu đi xem các bà lấy cát đây. Ông thì lên trên này tìm thuốc mát gan được không bác? Cháu Lực sẽ đi xuống này xem là các bà với lại là các cô là lấy cắt một chút. Nói hơi xui một chút nhưng mà chỗ này nếu mà để mà đi mà không đi chắc chân ấy bị té là coi như là máy quay là hỏng luôn, rơi máy quay mà rơi xuống nước này thì thôi khỏi tìm luôn. Giờ không biết là mò theo đường nào nữa. Khe suối này nếu mà như có bác nào lên chơi mùa này ấy thì chúng mình sẽ đưa các bác là ra suối này để mà nướng gà này. Một lực lượng bà nó bẹp này thôi nhá chị Bì. Một chị thì là một lần là chị điều đầu cái sọt này chắc là chỗ này là phải tầm độ 20-30 cân nữa. Phải mỗi bà là chơi một cái sọt các bác ạ. Có được không ấy bà? Có được không đấy? Không phải cái này dế, à đây là dế cây chuối này. Cái này là cây chuối rừng này các bác này. Chuối. Các bà bảo là chắc là một tí là lên trên đấy đâu các bác. Ở đây thì không có.
Hướng này là mòi từng tí một này các bác. Cái cát này thì là về là sẽ phải là sàng qua thêm một lớp nữa các bác nhé. Ở nhà hai ông cháu nếu như không có đủ thêm cái là tầm kinh phí là 190 triệu đâu các bác, là không có đủ, không có khả năng để mà hoàn thiện nhà đâu. Đấy bà ba. Đấy à. Bà lọ bà kìa, thức quả đấy bà. Bà làm thái hợ. Đây, sống nhất cho. Ông ra cầu cho về nhé, cầu mưa. Ở đây thì gần hơn nhưng mà ở đây là không có rồi các bác, không nọ, không phải là không có mà là lấy hết rồi đấy. Ôi xẻng đây. Đây để cháu cầm cho. Cháu cầm hộ cho. Bùn ấy quá. Tại những cái chỗ này thì rất là sợ những con vi khuẩn này. Con mà cháu Lực hay nói rằng là nó bị ăn chân đấy các bác. Con đấy thường hay là có những cái chỗ nào mà nơi nào mà có lá cây nhiều, cộng thêm tí nước nữa. Thế cháu lấy cái cuốc để đây nhá. Bà nhá. Này nhá. Hãy ném cái xẻng lên cho các bà. Đây là đỏ thì à, mấy em thợ lấy cắt xay là lấy ở dưới kia các bác ạ. Nhưng mà cắt chắt này thì nó hiếm hơn. Mùa này thì không phải là gọi là hiếm nhưng mà nó ở xa hơn đâu các bác. Ông thì không biết là vào trong rừng kia kiếm cái thuốc mát gan của ông thì về chưa. Rất là mong là sẽ được sự ủng hộ cái lá mát gan của cô bác để cho ông có thêm kinh phí để lúc mà đưa Mạnh đi học. Đây là cái chuồng lợn phải nói là sau khi mà làm chuồng xong thì vẫn chưa có lợn ở. Đấy, con này là con thứ hai này, chó. Có vẻ như dưới kia là có trẻ con đang tập suối sao ấy, chú Toán ạ. Một chuyến từ dưới kia về thì các cô là chắc là chuyến đầu thì là vẫn còn sung sức, nhưng mà đến tầm độ chuyến 5 hay là 10 thì đến lúc đấy là yếu hơn rồi. Với là không có được 20-30 cân nữa. Tại vì xin bỏ toán đảo nào nữa. Nó. Để cho các bà và các cô là tiếp tục là đi làm công việc của các bà để cho được xem tiếp tục là đây là cập nhật cái tiến độ mà
các chú thợ là đi hoàn thiện tới bước nào rồi cô bác ạ? Đây, ở đây thì có vẻ là mặt bên này thì hiện tại là các chú lại anh Phòng, chú Toán lại anh Phòng thì đã chắt xong rồi cô bác nhá. Thế là hôm nay là chắc là chắt ở phần đằng sau chú nhỉ, hôm nay ấy. Vâng. Vâng. Bây giờ cũng chắc chỗ này em mai mình lợp xong á. Vâng. Để lô hay nó vâng. Đều chưa anh? Anh chẳng biết điều chưa, nhưng mà nhìn thấy thằng cái này thì thằng rồi. Đấy. Hãy mong rằng là cái thời tiết ủng hộ thêm độ tầm là một tuần nữa để cho mấy anh em thợ là hoàn thiện hết cái phần ở bên ngoài đó. Lại phải đo lại anh. Chạy sao? Cái này không dùng cái này kẹp là một tí nó chắt xong là bên to bên nhỏ nhỉ anh nhỉ? Hầu như là từ lúc mà bấy bắt đầu là làm ở nhà đấy cô bác, thì hầu như là cũng chưa được một cái ý kiến về tiêu cực khi mà mấy em thợ là hoàn làm cái ngôi nhà này cả. Chỉ có thêm là một số ý kiến của các bác nói rằng là nhà gì mà không có cột đấy cô bác, thì cháu Lực cũng đã lý giải rồi, thì cháu Lực sẽ không nói thêm nữa. Đấy, như căn bản nếu mà cơ bản là các bác là ủng hộ thêm kinh phí thì không chỉ là để sắt đâu cô bác, mà còn hoàn thiện thêm là rất là nhiều cái nữa. Đấy, nhưng mà đối với lại hai ông cháu như thế đó, như thế là quá là may mắn rồi và quá là duyên rồi. Vậy hầu như là mỗi một hoàn cảnh thì nó là một cái duyên đến một cái duyên với lại mạnh thường quân, chứ không thể là so bì được là hoàn cảnh này với lại hoàn cảnh kia cả. Đấy, công việc của các cô thì cũng không có nghỉ ngơi đâu các bác ạ. Chắt này thì có vẻ là cần nhiều vứa nhanh hơn chú nhỉ. Nó không như xay. Xay thì sẽ lấy vứa là chậm hơn. Chắt nhanh hơn. Thưa các bác, một thời gian thôi thì ngôi nhà của hai ông cháu sẽ đi vào và hoàn thiện tất tần tật rồi. Và hiện tại thì đâu đó là hoàn thiện đâu đó là gần được là 50% rồi các bác nhé. Đấy, còn về cái phần thô thì đã xong hết rồi. Còn hiện tại là mấy anh em đang đi vào cái phần chát. Chắc là hết số vứa này xong cũng nghỉ đấy chị nhỉ? Nên bây giờ thì cũng khá là muộn rồi cô bác, đâu đó là 11:40 rồi. Đây, ở bên kia thì mấy anh thì chát cô bác, chát thì trong lúc chát thì không để tránh khỏi được là vứa nó bị rơi cả. Nhưng mà ở dưới phần chân này thì các anh cũng đã dùng cái tấm bạt để mà che lại hết rồi, thì hứng lại để mà dùng. Vậy vào trong nhà thì vẫn chưa có gì để thay đổi đâu các bác. Còn về cái phần đường điện này, đợt này cháu Lực sẽ không có chạy ăn nổi nữa các bác. Thì khi nào mà chạy thì cháu Lực sẽ bảo và sau.
cái phần trước mặt cửa này thì máy nữa sẽ phải là xuống thêm một chút nữa các bác nhá. Cái phần này, cái móng này là đổ của nó ở trên mặt đất cho nên là máy nữa cháu Lực sẽ làm là thành ba cái bậc thang này các bác này. Nhà của hai ông cháu thì cháu Lực sẽ làm cao hơn so với lại là cái bề mặt của đất. Như ở đây thì các bác nhìn thấy đây, cái móng của nó là lên rất là cao các bác nhé. Cháu Lực sẽ đi ra tận kia về cho các bác là xem một chút. Ôi, phải nói là cái cây này nghị lực sống của nó cũng rất là phi thường các bác ạ. Từ trước lúc mà chưa khới nhà thì đã có đến bây giờ rồi. Thỉnh thoảng ở dưới nhà hai ông cháu thì có một cái cơn gió mà phải nói là cực kỳ là mát các bác. Ông thì hiện tại là vừa nãy cháu Lực nói các bác là ông lên trên hiện tại là đang đi vào trong rừng kiếm cái thuốc là mát gan của ông thôi. Vẫn là ông là vẫn chưa có về thì cháu Lực sẽ không, cháu Lực không đi theo ông nữa. Tại vì đi theo ông nhiều quá thì cháu Lực ghi hình lại đấy các bác thì có thể là thuốc của ông sẽ bị lan truyền ra ngoài đấy. Ở dưới khe suối này thì hiện tại cháu Lực thấy là có rất là nhiều trẻ con là tắm được các bác này. Dưới kia chắc là trốn bố mẹ ra. Đấy, các bác nhìn thấy từ xa ngôi nhà của hai ông cháu đã lên gọi là khá là ok rồi. Đấy, không biết là diễn tả như thế nào nữa, nhưng mà nếu mà các bác theo dõi được thì các bác cũng đã, các bác là nhìn và các bác cảm nhận được rồi. Đôi lúc thì diễn tả nhiều quá thì một số bác thì cũng nói là làm thì không làm mà nói chuyện nhiều quá đấy. Sau này phía trước mặt ông mà chỗ này có bác này, ông ở nhà là tự mót đá về để kè thì có một khoảng sân là cũng tương đối là rộng các bác nhé, cũng không phải là hẹp nữa. Tuy nhiên thì hai ông cháu thì có thể làm ngôi nhà lớn quá thì cũng ở chẳng hết đâu các bác. Trước mắt là ổn định cho hai ông cháu là về cái căn nhà trước, còn là về sau nếu như có thêm những cái phần trợ duyên của các bác hỗ trợ cho ông là về những cái khoản con vật nuôi chẳng hạn thì ông cũng tự biết là phát triển về kinh tế đối với bản thân của ông. Đến sau này nếu mà thời điểm mà Mạnh học lớn lên rồi mà Mạnh muốn thay đổi cuộc sống của mình đi ra ngoài ở thì Mạnh có thể là lúc đấy thì Mạnh tự kiếm tiền và tự phấn đấu. Đấy, điều đấy thì Mạnh sẽ khắc làm. Còn trước mắt thì hiện tại các bác đã giúp cho hai ông cháu là một cái bàn đạp rồi. Vậy ở đây thì bây giờ các bà với lại các bác lại tiếp tục là chuyến thứ hai rồi các bác ạ. Chuyến thứ hai là vận chuyển là vật liệu rồi. Còn ở cái video này thì cũng tương đối là khá là dài rồi các bác. Thì buổi sáng hôm nay cháu Lực đã cập nhật cái tiến độ cũng như là cái quá trình của mấy anh em thợ làm là cho tất cả là các bác, cô chú anh chị, mạnh quân là cũng đã biết rồi. Tại hiện tại thì cái phần kinh phí của hai ông cháu đó các bác, đến thời điểm hiện tại thì cháu Lực vẫn còn là thiếu đâu đó là tầm độ là 40 triệu nữa các bác. Thì nếu như qua những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì nếu mà sự trợ duyên với lại giúp đỡ của các bác để mà đồng hành cùng cháu Lực thì cháu Lực rất là biết ơn, cũng như là thay mặt là hai ông cháu. Đấy, cửa sổ này thì sau khi mà cháu Lực lên thì cũng có một số khán giả nói rằng là to quá đấy các bác. Đấy, nhưng mà thật sự ra cửa sổ này thì là cháu Lực làm 80 là nhân 1 mét thì cũng to thật. Như thế thì người ta cửa nó thoáng hơn, nó rộng hơn các bác. Nhà của hai ông cháu thì cháu Lực chỉ nó làm là ba cái cửa sổ thôi. Đấy, các bà lại tiếp tục là đi vận chuyển về rồi. Thời tiết thì khá là nóng các bác. Bây giờ thì tầm đó là tầm độ là chắc phải ít nhất là tầm độ 30 độ. Đấy, cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này đây được các bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác trên cái chặng đường thiện nguyện của cháu Lực là nhiều hơn. Khi mà các bác theo dõi những cái video mà cháu Lực đăng tải lên ý, cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa các bác nhé, để giúp cho kênh của cháu Lực là phát triển mạnh hơn. Và để những cái clip mà cháu Lực đăng tải lên sẽ được là lan rộng ra trong nước cũng như là ngoài nước để cho khán giả cũng như là các bác cùng biết. Xin chào các bác.
Mm-hmm.